Leon ngồi trong phòng tối liên tục phàn nàn về tựa game bất đắc dĩ phải phá đảo trước mặt. Em gái ngoan hôm trước đe dọa sẽ kể bí mật của anh cho mẹ nghe nên Leon đành thỏa hiệp với nó. Là nhân viên văn phòng nhỏ bình thường còng lưng với công việc 7 ngày một tuần còn dành kỳ nghỉ hiếm hoi cày con game OTOME harem này thật khiến cậu suy kiệt. Cốt truyện rối nùi với cấp độ khó làm Leon dành mất bao đêm thức trắng. Em gái anh thì hay rồi nghỉ mát sung sướng trên đảo nhỏ nào có để tâm tới thằng anh bục mặt leo danh sớm tối. Sau chuỗi gian khổ Leon cuối cùng cũng hoàn thành trọn vẹn trò chơi mấy ngày liên tục chuyên tâm cày cuốc mòn cả thận giờ bụng đang réo lên mấy hồi òn ọt cậu lê lết tấm thân yếu ớt ra ngoài mua đồ nhưng chẳng được mấy bước liền ngã lăn từ cầu thang xuống đất nhắm mắt xuôi tay chết lãng nhách vậy leon không cam lòng chút nào lần nữa mở mắt ra quang cảnh đã thay đổi cậu không trên điện đàng cũng không ở địa phủ mà nằm giữa cánh đồng cỏ bao la mây trời gió thoảng thậm chí thân xác này cũng không phải của anh chưa kịp hoàn hồn leon ăn ngay quả đấm trời giáng người nọ trách cậu đi lung tung vào ngày quan trọng leon chỉ kịp nói xin lỗi Trước mặt cậu là cặp đôi nhỏ một trai một gái và một bà cô nào đó mà hai người bên cạnh cậu gọi là phu nhân Zora. Bà ta trịnh thượng, kiêu căng, khi người, nghe lời trách mắng của ả à họ vẫn cúi đầu chịu đựng. Dựa vào tình huống hiện tại có lẽ hai người là cha mẹ Leon, không những vậy mẹ cậu còn là thứ thiếp, người đàn bà kia là vợ cả. Trở về căn nhà nhỏ tồi tàn được cải tạo từ nhà kho, cậu thắc mắc với anh trai tại sao hai đứa trẻ kia được sống trong nhà chính còn mình thì không. Anh trai liền nói chẳng phải vì phu nhân ghét chúng ta đó sao, cũng vì là con vợ lẽ và con trai bị đối xử như thế rất bình thường còn phán thêm một câu xanh dờn. Nếu em không học cho tốt thì không thể kết hôn khi vào học viện được đâu hoặc nếu trở thành elf hay thú nhân thì có thể trở thành nhân tình. Leon nghe vậy tròn mắt ngạc nhiên, mô típ quen quá nhỉ, vậy còn vị thế đàn ông thì sao? Anh đáp thế gian làm gì có cái đó, giây phút ấy ngỡ ngàng bật ngửa vội lật kiểm tra cuốn sách đang học nhìn chiếc logo quen thuộc hiểu ra cậu vậy mà chuyển sinh vào thế giới trong OTOME game rồi. Thời gian thoáng chốc trôi, chẳng mấy qua tròn 10 năm, nhà Batford hoàn toàn không xuất hiện trong cái game ấy, tức cậu đã trở thành nhân vật quần chúng. Tất nhiên như mọi người đều nghĩ sẽ lợi dụng kiến thức game để trở nên vô đối cậu cũng ghi chép kiến thức về game và chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Nhưng càng sống lâu trong ngôi làng nhỏ bé này dã tâm Leon càng biến mất, cậu cảm thấy tồn tại như một nhân vật không đất diễn là lựa chọn không tồi. Cho tới một ngày tin dữ ập tới, cậu phải đi xem mắt con gái của gia đình quý tộc cung đình từng mắc nợ bà Zora. Quan trọng đối tượng của anh tuổi ngoài 50, kết hôn 7 lần 7 người chồng đều qua đời. Rõ ràng là nhắm tới tiền trợ cấp thân nhân chứ đâu, Zora lại bao biện tất cả đều do sự cố. Leon muốn thuyết phục bà để cậu tìm người kết hôn ở học viện lại bị phản đối ngay. Hai đứa đầu vừa cho đi học, đến đứa thứ ba cũng đòi đi thì rất tốn kém. Bố cậu đứng bên đồng tình, gia đình nhỏ sống nhờ vào người vợ giàu có lấy đâu ra ngần ấy tiền cho cậu đi học. Định kiến ở đây chẳng khác gì thế giới ngoài đời chỉ duy nhất đối lập giới tính. Zora không cho Leon một đường lui, nếu không kết hôn bà ta sẽ gửi cậu đi nhập ngũ rồi chết trên chiến trường. Leon ngẫm nghĩ một lúc nhớ ra gì đó cậu có cách kiếm tiền trước khi bất khả kháng bị lôi vào đây cậu đã nạp skin cho con game này chút ít hiện giờ ngoài cậu ra không ai biết tới sự tồn tại của nó nghĩ thấy hơi có lỗi nhưng thả vậy cậu sẽ bù đắp cho nhân vật chính sau sau khi chiến đấu nhẹ nhàng với một con quái vật cậu cũng tìm thấy được cổng dịch chuyển thuyền gỗ không chịu được sức mạnh dòng xoáy vỡ nát tan kéo leon cuốn theo vào họng cơn lốc rơi xuống khu rừng phía dưới quang cảnh không khác gì so với game dựa trên trí nhớ bên trong sẽ lấy được gì đó nếu là vũ khí hay đạn ma pháp thì tốt bước đầu tiên leon dễ dàng hạ gục một cảnh binh sắt tiến vào trong cậu trông thấy hai bộ xương trắng dù là trong game con người vẫn không qua được cửa tử cậu lặng lẽ lấy đi tấm thẻ nhân viên thâm nhập sâu hơn lòng mật thất vô tình leon chạm mặt người máy canh giữ nơi đây nó phát hiện cậu nhanh chóng tấn công dữ dội leon dùng tấm thẻ muốn qua mặt nhưng không có điểm nào trùng khớp với thông tin đăng ký nên cậu đành phải đấu kiểu vật lý với cỗ máy kim loại to đùng kia rút chốt lựu đạn ném vào con robot bất ngờ thay vì yếu đi nó lại khởi động lá chắn phép giờ thậm chí khó đối phó hơn gấp đôi vừa rồi Leon ném thêm một quả nữa tuy nhiên lần này không phải loại có ma pháp nữa mà chỉ là đạn thường khiến đối phương không kịp phòng thủ nó bắt lấy Leon trong tay hỏi năm nay là bao nhiêu tân lịch cậu không có câu trả lời liền bị dòng điện phóng ra giật co rúm robot nói nó có nhiệm vụ tiêu diệt con người nhân loại cũ đã diệt vong và cậu chính là giống mới dẫu sao nó vẫn sẽ giết sạch bởi đó là trách nhiệm được giao Leon lặng lẽ rút cây kiếm rất bên eo chĩa về phía trước đảo ngược thế cờ trong chốc lát lưỡi dao bay ra cắm thẳng vào vị trí trung tâm robot làm hệ thống tê liệt cậu đã giành được thắng lợi và quyền sở hữu chiếm hạm con tàu này biết nói nó bảo bản thân không thể bị đánh cắp bởi loài người hệ mới tuy nhiên sau khi quét vân tay trên bảng điều khiển cậu lại được cấp quyền khởi động nó tra ra cậu là dòng máu pha trộn giữa nhân loại cũ và hiện đại leon đặt tên hệ thống là laxon sau đó cậu ngã xuống và ngất đi vì kiệt sức ba tháng kể từ đó zora cho rằng cậu đã chết mặc bố mẹ cậu vẫn luôn ôm hy vọng bà ta còn định mỉa mai cho tới khi nghe tiếng gì đó phát ra bên ngoài hóa ra là leon cậu thắng trận trở về trên con tàu lớn bay lơ lửng giữa trời sau lưng là tiền vàng chất đống không đếm xuể đường hoàng từ chối hôn sự sắp đặt theo kế hoạch nhập học vào trường tất thảy thuận lợi như nước chảy mây trôi leon tưới cây như lòng vẫn phơi phới cậu nhớ về khuôn mặt ngày hôm ấy của zora quả thật đáng xem hơn bất kỳ thứ gì trong vẻ nhăn nhó đó cậu càng sung sướng hơn không chỉ thế leon còn phát hiện hòn đảo hoang quy mô hợp với tổng nam tước tương lai có thể phát triển thành khu du lịch và tạo thêm suối nước nóng việc xây dựng tiến hành rất ổn thỏa dự mấy tháng nữa sẽ xong còn lại là tìm đối tượng kết hôn sống đến cuối đời an nhàn ở đây Kịch bản hoàn hảo tiếc là nó không xảy ra, cậu được trao danh hiệu nam tước vì khám phá ra một dungeon chưa ai tới và tìm được đảo bay dù nó chỉ quy mô khu vực anh sinh sống. Leon ngơ ngác trước hiện thực đau đớn, cố tình chọn tức vị đó mà vẫn không yên thân, cậu phải tìm người có địa vị cao kết hôn lập gia đình giống như Zora sao? Nghe thấy cái tên như cánh cổng đi tới âm phủ, Leon không cười nổi nữa, chưa kịp nếm vị ngọt cuộc đời đã tính toán nằm gai. Đứng trước học viện giống hệt như game, Leon sẽ học ở đây 3 năm về lễ nghi quý tộc, kiến thức mạo hiểm ngoài ra còn cả ma pháp và đối tượng kết hôn cuối cùng thời điểm game cũng bắt đầu con trai thế giới này địa vị quả thật thấp trong cô tiểu thư ngang ngược quát mắng người hầu trong khi đám học sinh nam chỉ dám cúi đầu xuống đất mà đi leon thở dài một ngụm thật muốn về nhà quá dàn harem của nữ chính đã đến mỗi tên một màu tóc trông như rừng hoa đà lạt dòng khó chịu vô cùng tiểu thư nhà redgrave cũng xuất hiện là nhân vật độc ác nhất game tên angelica con gái công tước nắm quyền lực chỉ sau hoàng tộc không biết đám người này đấm đá thế nào quân chúng như cậu an phận thủ thường chính là trách nhiệm không cần thiết quan tâm thêm trong lúc ngáp ngắn ngáp dài vì lễ nhập học quá nhàm chán leon bắt gặp một cô gái đang cho tên harem đầu việc quất ăn vả đây là cảnh đầu tiên của game lời thoại y đúc khác là cô gái này không phải nữ chủ hình như leon đã gặp ở đâu rồi thì phải cậu kết thân được hai người bạn ở học viện bên phải là daniel bên trái là raymond sắp tới mỗi người đều sẽ tổ chức tiệc trà mục đích chỉ để nịnh bợ đám con gái kết hôn nhưng phải xem có ai tới không vì ở trường còn có hoàng tử cùng danh môn quý tộc nên độ khó sẽ tăng cao hơn cả ba nhìn ra sân viên trường đám học sinh nữ bao quanh nhân vật trong diện harem chính tên là Julius. Angelica bước đến muốn cùng anh ra chỗ khác nói chuyện vì xung quanh quá ồn ào. Đúng lúc cô gái khi nãy xuất hiện, Julius ngó lơ Ang mời người kia tới tiệc trà của mình. Angelica tức giận tỏ thái độ không đồng thuận bị anh nhắc nhở bèn thu hồi tâm ý mà nhận lỗi. Thật kỳ lạ, cảnh này đáng ra phải dành cho nữ chính chứ không phải người con gái tên Mary kia. Trên lớp thầy giáo thao thao bất tuyệt về tầm quan trọng của ứng xử trong tiệc trà, nói tiệc thể hiện cốt cách người chủ trì nên cần trang trọng, học cách ăn nói biết Leon không tập trung thầy lập tức nhắc nhở, thấy cậu vẫn dừng dưng liền gọi lên xem ông thực hành. Dây trước Leon còn đang chờ đợi cho vui, dây sau không biết chứng kiến được kỳ tài kiệt tác gì nước mắt lưng trong cảm động dưng dưng trước người thầy đáng kính. Một tiếng thầy hai tiếng sư nói nhất định sẽ mở buổi tiệc tuyệt vời như ông. Trong tiệc trà của cậu, kẹo bánh tương tất đề huề chính tay Leon chuẩn bị. Cách đây không lâu cậu còn muốn thuê người làm hộ nhưng sau khi thấm lời sư phụ dạy đã đích thân ra tay. Cô gái cậu mời là con thứ hai của công tước. Nghe tiếng chuông Leon nhanh chóng mở cửa, giật mình phát hiện cô không tới một mình mà dắt theo cả bạn và người hầu đáng ra cô sẽ tới tiệc trà của brad tuy nhiên từ giờ tới đó còn lâu nên họ chỉ qua để giết thời gian leon khóc không ra tiếng nhìn bốn cô gái đánh chén bàn đầy thức ăn xong xuôi phủi đít đi như vô tội leon rơi vào trầm tư bỗng có tiếng ai đó ngoài hành lang một đám học sinh túm xung quanh bắt nạt một cô gái vì được mời đến tiệc trà của hoàng tử đó là olivia nhân vật chính thế giới này vốn không muốn can dự vào cốt truyện trong game nhưng tình cảnh trước mắt nhìn Olivia cạm cụi nhặt nhạnh mẩu giấy vương vãi lương tâm quân tử không cho phép Leon im lặng. Anh mời cô tới tiệc nhỏ của mình. Olivia nhỏ nhẹ vừa ăn bánh vừa cảm thán lần đầu tiên cô ăn món ngon như vậy. Hai thái cực của Leon như đấm nhau, nhớ lại mấy cô nàng vừa rồi coi buổi tiệc tâm huyết của anh là nơi tạm bợ với cô gái ngây thơ đối diện. Vậy mà trước đây anh nỡ lòng đánh giá cô thành kẻ mưu mô xảo quyệt. Olivia chỉ tới đây để học ma pháp, mấy quy tắc ngầm hay quy định cô chẳng biết gì cả. Anh an ủi cô đừng sợ, Leon có người bạn có thể giúp cô giải quyết mấy chuyện này, Olivia nghe xong liền phấn chấn lên. Hẹn được bà chị ra sân viên trường, bình thường toàn xin tiền cậu, giờ cũng nên làm gì đó có ích chút. Jenna hỏi Olivia quen được ai ưu tú trong lớp chưa nhưng cô đương nhiên không có, người ta sáng giá đến vậy luôn được các bạn khác vây quanh lấy cơ hội ở đâu để tiếp cận bây giờ. Jenna đưa ra kế sách, tóm lấy người trọng điểm trong cái đám vây quanh ấy tặng quà người đó thích, gọi là làm quen cho kín kẻ thực chất không khác gì hối lộ, quan trọng có tác dụng là được quà thì có thể mua bánh kẹo từ cửa hàng nổi tiếng mới nghe được hai từ nổi tiếng olivia đã trắng mặt cô làm gì có nhiều tiền như thế để mua quà đâu leon nửa tự nguyện đứng ra nói sẽ trả giúp angelica nhận quà của olivia miễn là cô biết vị trí của mình ang tiểu thư đây sẽ không bận tâm để cậu ngồi một mình một góc olivia ngây thơ hỏi vậy là cô có thể ở lại học viện sao ang xua tay đuổi những người còn lại đi đúng ra olivia chỉ cần gật đầu cho xong chuyện nhưng nói như vậy mà chuyện lại trở nên khó xử hơn ang vốn không định đuổi olivia đi đâu cả từ đầu cô đã không dính dáng tới việc này, càng cảm thấy dơ bẩn việc như bắt nạt hay bạo lực. Olivia biết mình lỡ lời cúi đầu xin lỗi, ánh mắt Ang nhìn cô cũng dịu xuống, thà như vậy vẫn tốt hơn con bé suốt ngày lẽo đẽo câu dẫn điện hạ. Cô lại hỏi ai chỉ cho Olivia cách làm quen thì biết được đó là Leon. Thực chất anh không hề vô hình trong thế giới này. Ang biết tới anh qua việc bằng thực lực lấy được tước hiệu nam tước, là người rất tuyệt vời, cô nghĩ người có năng lực ắt hẳn sẽ có lúc cần dùng. Olivia và Leon đang cùng nhau học tiết thực hành, hai đứa trí cốt cúp tiết từ đời chỉ để lại anh với cô gái không ai nương tựa nơi nguy hiểm này anh chính là cái khiên thịt cho đám hoàng gia tiện tay đẩy ra chịu trận hay vứt bỏ tùy ý cái đám táng tận lương tâm nhiệm vụ của mọi người là xuống tầng hầm thứ ba thu về quảng thạch chưa kịp xuất phát đã nghe tiếng cãi vã angelica mắng thẳng mary ích kỷ julius chắn trước mặt cô bảo vệ đôi bên cãi cọ qua lại leon hỏi olivia có biết gì về mary không cô đáp mary là con gái của một tử tước nghèo gần đây hình như bị bắt nạt còn nhiều hơn cô tiếng bàn tán một lớn dần Julius tức giận quát mọi người hãy im lặng. Dàn harem của nữ chính cũng bao quanh lên tiếng giải vây. Kết quả Julius dẫn Mary đi để lại ăn tuổi thân không còn cất tiếng nữa. Hai người lên đường đào quạng. Olivia tò mò về kho báu được trôn cất tại đây, còn anh thì không muốn biết chút nào. Leon tự cảnh tỉnh bản thân không được quá thân thiết với nhân vật chính vì sau cùng anh cũng chỉ là nhân vật quần chúng muốn sống bình yên. Trọng trách lớn lao là làm khiên thịt mở đường nên ngoài anh và cô ra chưa có ai tới cả. Chẳng mấy chốc Leon đã có phúc gặp nguyên ổ yêu nhìn nhẹ. Olivia muốn quay lại gọi người tới giúp nhưng Leon cản, gọi cũng không ai thèm tới, thôi thà dành sức mà đánh nhau. Thanh đao Luxon rèn cho cậu cũng nên kiểm tra xem dùng có tốt hay không. Qua vài kiếm cậu xuất sắc tiêu diệt sạch quái thú. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không, bất thình lình có một con quái lao ra tấn công. Olivia nhờ có Leon chắn rất may vẫn bình an vô sự, ngược lại anh bị cắn trúng cánh tay. Cùng lúc thêm hàng loạt yêu nhận hiện ra, hai người vô tội lọt thỏm giữa bầy quái đang chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất thì loạt nam chủ đến bày ra dáng vẻ anh hùng cứu dân đen sáng chói lấp lánh leon khẽ khinh bỉ tới muộn mà còn tỏ vẻ đại diện chính nghĩa cho ai xem cơ mỗi người một câu mới chịu động phép julius bị đả thương mary nhanh nhẹn sử dụng ma pháp trị liệu cho anh ang cũng đến hỏi han ân cần nhưng lại đụng chúng mary julius trông thấy vậy liền hất ang ra nắm tay mary rời khỏi phản diện chính bị bỏ phía sau với lời xì sầm trước toàn thể dân chúng olivia không để tâm lắm chỉ lo lắng leon đang chảy máu liền dùng ma pháp cô cũng sở hữu năng lực chữa trị Olivia tự hào nhờ có nó mà cô vào được học viện này. Sáng hôm sau trong phòng riêng Angelica đang đứng trực diện với Julius. Dưới lời chất vấn mang tính buộc tội của anh, cô vô cùng oan ức. Chiếc cặp đó rõ ràng không phải cô đốt, tại sao lại đổ hết lên đầu cô? Julius không thấy thái độ hối cải của Angelica, cảnh cáo cô tránh xa anh và Marya. Chuyển cảnh, Raymond đang đau đầu vì không tìm được ai tham gia tiệc trà. Những người anh nhắm đến chỉ đơn giản đối xử tốt với anh, chút cảm tình cũng không có, chẳng có tiến triển gì cả ba người đổi chủ đề, lại nói về chuyện giữa Angelica và Julius, nghe nói điện hạ rất tức giận. Leon cảm thấy lạ thay, chuyện này xảy ra sớm hơn dự kiến rất nhiều, có nhân tố nào tác động vào tình tiết game sao? Leon và Olivia ngồi trong thư viện, anh lại hỏi cô về Mary, Olivia nghe cậu liên tục tìm hiểu về người con gái khác liền nghĩ anh thích Mary. Leon sốc đến bẹo hình bẹo dạng, trái ngược hoàn toàn, cậu ghét cô ta chết được. Olivia không ngần ngại kể hết cho anh tuy chỉ mới nói chuyện duy nhất một lần là khi olivia thấy mary ngồi một mình đã lại hỏi han kết cục chỉ nhận được một cái lườm cháy nắng và câu tôi ghét loại người như cô tiếp không còn sau đó nữa chợt leon nghe thấy tiếng gì đó sau những kệ sách nên lại gần kiểm tra không phải leon tọc mạch chỉ là việc ai hẹn hò với ai liên quan đến sống còn của cậu olivia lẽo đẽo theo sau ngăn cản nhưng không đáng kể cảnh đập vào mắt hai người là mary và tên tóc quả nho đang hôn nhau thắm thiết trong thư viện vắng olivia ngạc nhiên leon nhanh tay chặn miệng để cô không phát ra tiếng mary chạm lên môi tung tăng đi giữa hành lang cảm thán nơi này thật đáng sống vô tình gặp julius trong phòng bước ra anh hỏi cô có người hầu thân cận chưa nếu chưa anh và tên tóc táo xanh đây có thể thay cô trả mọi khoản phí mary thể hiện vô cùng cảm kích lòng thầm nghĩ lại có thêm một tên thú nô đẹp trai nơi con gái có thể đem theo nhân tình công khai bên cạnh tuyệt vời biết bao angelica sau khi biết tin điện hạ vì cô ta cất công tìm giúp nô lệ ái nhân bên cạnh rất tức giận lớn lên cùng nhau dâng hết tâm can yêu anh nhiều như vậy mà giờ không bằng một đứa con gái chẳng ra sao Lúc này tại chỗ của Leon, bà chị của cậu đạp cửa xông vào phòng với khí thế hừng hực. Đại thể cuộc nói chuyện nhìn chung Jenna chỉ muốn chắc chắn Leon không liên quan gì tới vụ việc giữa Angelica và điện hạ lần này, bởi một ngày nào đó Julius sẽ nên nắm ngôi, được anh ta thích thì cả đời ấm no, ngược lại nếu bị ghét thì coi như xong kiếp người. Cô tới là để nhắc nhở cậu đừng dây vào chuyện này. Sau khi Jenna bỏ đi, Leon ngả người nằm xuống, Laxon bay tới anh liền hỏi về việc tìm hiểu thông tin của Mary. Mary vẫn dính với Julius anh hỏi cô có đầm dự tiệc chưa? Mary e thẹn trả lời không chuẩn bị được. Thế là Julius lại đứng ra chịu trách nhiệm. Những bữa tiệc lớn như bây giờ là cơ hội tốt cho đám Leon tìm đối tượng kết hôn. Quyết tâm tới vậy mà, cả buổi tiệc không ai muốn kết giao với kẻ xuất thân nông thôn kém cỏi. Anh còn bị tẩn thêm một trận. Yên bình không xuất hiện ở nơi có hai sư tử, Angelica đối mặt năm người đàn ông và Mary. Cô liên tục thanh minh bản thân chỉ muốn tốt cho anh nhưng Julius không lọt tai câu nào. Lý do nghe đi nghe lại không đếm xuể bao lần, anh sớm không còn hứng thú cô trông thấy mary nắm tay người đàn ông khác mới tìm anh nhắc nhở không ngờ trong số đó có người lên tiếng trước mary đều đối xử rất tốt với tất cả mọi người anh cho rằng cô đã cứu rỗi tất cả bọn họ nên mary xứng đáng có được sự bảo vệ tuyệt đối julius đứng trước tất cả học sinh dõng dạc lên tiếng rằng anh chính là người yêu mary nhất lời thốt ra không thể rút lại cũng như âm thầm khẳng định vấn đề liên hôn với angelica không còn cơ hội cứu vãn giây phút mọi chuyện vượt ngoài kiểm soát angel ném chiếc găng tay vào người mary đại diện cho lời thách đấu nhặt lên đồng nghĩa với chấp nhận sự kiện này theo như cốt truyện, người có hảo cảm cao nhất sẽ nhận lời thách đấu thay cho nữ chính. Julius khuyên Mary nhặt nó lên, anh sẽ đại diện cho cô. Những người còn lại bao gồm cả nhân thú cũng hết mực ủng hộ. Leon nhớ lại, anh sẽ chọn một người ngoài để đại diện. Kết cục thua thảm hại phải quay về kết hôn với một địa chủ xấu tính vùng nông thôn, sống ngày tháng tủ nhục. Xem ra tính bao đồng đã đánh bại mong muốn làm nhân vật quần chúng bình thường của anh. Tuy không thân với Angelica nhưng Leon ngứa mắt mấy anh hùng hào sảng trước mắt quá mức, cậu đứng ra xung phong trở thành người đại diện cho cô. Leon đoán được tình hình hiện tại rằng cô gái tên Mary kia cũng thuộc thế giới khác xuyên vào, lập luận chắc chắn dựa trên thông tin do Luxon cung cấp. Yêu cầu của Angelica là Mary dừng tiếp cận Julius, còn Mary muốn cô dừng chuyện tồi tệ này lại, dùng quyền lực sai khiến người khác là sai trái. Leon khinh khỉnh cười thầm, đọc thoại còn không lưu loát bằng anh. Luật là quyết đấu bằng giáp mượn tại đấu trường, một trọi một, năm lần là xong. Tự tin đến mức năm kẻ đối diện cũng phải nghi ngờ chính mình. Phòng Leon bị quậy tung bằng những dòng chữ sơn lởm chởm trên tường, Luxon đã ghi lại toàn bộ. Không ngờ đống sơn này Daniel và Raymond cũng góp tí công tí sức, tình bạn nhỏ so với tương lai của họ đúng là không bằng cái móng tay. Ange lo lắng cậu vướng quá nhiều rắc rối trong vụ này, khuyên cậu sớm rút lui tránh hậu họa thêm sâu, cô biết phòng cậu bị người ta bôi bẩn, không yên tâm để Leon phải chịu đựng. Đến cả gia đình Ange cũng trách móc cô bày ra vụ quyết đấu thiếu suy nghĩ, nhẹ thì bị cấm túc hoặc đầy ra vùng biển, sớm không còn quyền lực. Leon lên tiếng thanh minh, cậu không tham gia vì muốn trục lợi nhà công tước chỉ muốn đánh cho chúng một trận để chúng thôi đi cái trò hôn ước ngớ ngẩn anh còn tưởng mang nhĩ mình có lỗ đã nghe nhầm không thì anh hẳn có vấn đề rất nặng về đầu óc leon bất lực cậu tham chiến vì thấy khả năng thắng trận rõ ràng cô mới là người khơi mào mọi chuyện đương nhiên leon không điên tới độ cầm giáo đấu tay đôi với giặc anh phải có kế hoạch sẵn ngày quyết đấu đã tới olivia tiến lại cổ vũ tinh thần cho anh đấu trường cũng sẵn sàng tiếng hò reo vọng xuống sân đấu leon bước ra lại toàn là tiếng chửi rủa anh lộn người khè lũ khán giả không có mắt nhìn vô tình thấy tấm phiếu đỏ trong túi áo daniel và dây môn té ra họ đặt cược anh thắng khóe môi leon nhếch lên nụ cười hài lòng các chú giấu kỹ quá anh chả biết gì cả Ang hoảng loạn vì không thấy giáp cậu ở đâu cậu trấn an cô hãy bình tĩnh cuối cùng bộ giáp của cậu cũng tới nó đáp xuống không nhận được lời hò reo mà trái lại bị đối thủ cợt nhà leon không võ mồm chỉ cười đắc ý chưa sáu giờ ba phút chưa biết ai hơn ai Ang ngồi trên cao giải thích cho olivia Bộ giáp trông có vẻ to lớn nhưng thực tế hiện nay mọi người chú trọng tốc độ, sự linh hoạt, chiến cơ hạng nặng đã hết thời từ lâu. Ang cảm thấy nó không đơn giản như vẻ bề ngoài, trận đầu đánh với Brad, bản tính tên này kiêu ngạo, kỹ năng kém nhất trong năm người, bù lại kiêu căng nên luôn xông pha đánh đầu, cái nét giết chết con người, làm khổ cậu vượt ải không biết bao lâu. Đứng trước mặt đối thủ Brad vẫn ba hoa lải nhải không ngớt, nghĩ Leon cũng thấy buồn cười. Cậu chuẩn bị kỹ càng chỉ huy Luxon rút thanh kiếm đầu tiên trong hòm đồ ra, cơ mà Luxon nghe có chọn lọc, lấy ra cây sảnh tuy không phải kiếm nhưng là món đầu tiên. Leon không đôi co với cái máy hay trả treo, sảnh thì sảnh, chuyên gia không đổ lỗi dụng cụ. Brad lại tưởng cậu đang khiêu khích mình dẫu rằng Leon thật lòng không cố ý, tin hay không tùy anh. Sau khi xưng tên, Brad ngạo nghễ nói sẽ hạ anh trong một đòn, xui thay vừa tung ra vũ khí tối thượng Leon đã né được, ngược lại bản thân ăn một sảnh nằm bất động. Toàn bộ học viên ngơ ngác, Leon cũng thế, biết là yếu rồi nhưng thế này không phải quá đáng lắm à? Trận đầu tiên, Leon chiến thắng không tranh cãi. Vì ai cũng đang trong cơn nửa tin nửa ngờ, tiếng vỗ tay duy nhất vang vọng trên khán đài đến từ người thầy dạy lễ nghi, Ang không nhịn được bật cười, không câu nệ để lại chút mặt mũi nào cho đối thủ, Leon quả thật là xấu tính quá đi mà. Trận tiếp theo là đầu trông trông Greg lên sàn, trang bị ít ỏi, kỹ năng chiến đấu và tự tin cao cũng khiến cậu game over không ít, lần này ngồi trên chiến mã không dần cho hắn một trận không mang họ batford, Dọ đầu Leon để Greg chủ động tấn công sau đó phản đòn liên tục, đánh được cậu ta ngã xuống liền bứt gọn tay phải kế tiếp đến chân cùng bên của bộ giáp Greg ra khỏi buồng phi công muốn đấu tay không với anh nhưng nhìn bộ dạng mũi chích Inok Leon không ham. Thắng bại đã phân cậu còn nhét thêm mấy câu chọc ngoáy nào là đội địch thiếu nhận thức hay đi bắt nạt kẻ yếu thế làm Greg vốn lên máu càng tức điên. Trận thứ hai tiếp tục thắng không tranh cãi, người xem lại về trạng thái 3 phần thất vọng 7 phần hoang mang. Greg nghênh chiến trận thứ ba, một kiếm sĩ trẻ tuổi luôn bình tĩnh, có lẽ do vậy nên khả năng thể hiện cảm xúc bị kéo theo là kẻ cố chấp dùng kiếm trong chiến đấu. Leon né đòn mở bát, bước sau tung drone tấn công từ xa, Chris vung kiếm bị cậu nắm chặt trong tay bóp vỡ thành mảnh vụn. Kẻ thứ ba nối tiếp chuỗi thua không vực dậy nổi của đội nhà bên. Cậu nói nếu thất vọng thì về khóc với Mary đi không chừng cô ta sẽ đồng cảm, nắm được điểm yếu của đối thủ liền trêu đùa. Cậu thực sự rất tàn ác. Không khí khán đài không thay đổi nhiều, chỉ lớn hơn vài tiếng oán thán. Trận thứ tư sắp diễn ra, nhận thấy năng lực chiến đấu của Leon rất đáng gờm đối thủ chọn tung chiêu chơi lén, tác động Jenna đặt bom vào bộ giáp. Ang và Olivia bị dụ đi lo lắng tìm kiếm Leon, sau khi biết cậu không sao mới ổn định. Larson thông báo cho Leon biết bộ giáp bị động tay, chủ mưu là người đối đầu thứ tư, kẻ trực tiếp đặt bom là chị cậu. Thay vì tức giận Leon vẫn bình thân như vậy, tuyên chiến với hoàng tộc đã đặt Jenna vào tình cảnh khó xử và Jill tận dụng điều đó. Cậu hiểu được điều đó và sẽ không trách chị của mình. Trận đấu bắt đầu, đối phương thậm chí không thèm giả vờ tinh thần thượng võ, ném cho cậu quả bom khói và viên đạn ma pháp chống giáp. Thấy Leon mảy may vô sự, hết cách hắn đành kích bom nổ, hiển nhiên cậu vẫn an toàn còn ghi âm được lời thú tội của hắn, xong việc ban một sẻ hóa vàng Jill thắng chuỗi 4, đối thủ tiếp theo điện hạ cao quý Julius, câu cuối cùng Julie nói trước khi rời đi cũng là nàng đừng lo lắng, bộ giáp của ta là loại tân tiến nhất vương quốc. Mary lòng như lửa đốt vẫn phải làm bộ tin tưởng điện hạ mang vinh quang trở về, tuyên bố cho chắc nịch rồi thua thì thà người đừng nói. Sau tấn bi kịch người xem đặt hy vọng cuối cùng vào hoàng tử. Cậu hỏi Julie một câu, anh thấy sao về cô gái tên Olivia? Julius từ đầu đến giờ không tiếp xúc với cô nên cơ hồ chẳng có tí suy nghĩ nào. Hai người nhận lệnh bắt đầu chiến đấu, mang tiếng bộ giáp mạnh nhất vương quốc cũng chỉ dừng lại ở mức độ chênh lệch đó trong lúc cận chiến leon thừa sức hỏi julius cảm giác thật lòng yêu một người là thế nào julius nghĩ leon đã phải lòng ăn anh không biết ăn thật lòng yêu mình chỉ cho rằng cô giống với những người phụ nữ khác để tâm đến địa vị của anh trong hoàng tộc julius bắt đầu giờ chiêu bài đạo đức chất vấn leon thấy thế nào khi hạ nhục người khác nhưng leon không phải tên ngốc dễ mắc quay mấy trò nhảm nhí thời đại này cậu chẳng có gánh nặng lương tâm nào với đám người này chiến thắng là chiến thắng Cậu có quyền kiêu ngạo vì chúng có đánh nổi cậu đâu. Trái lại, cái gì mà không muốn sinh ra trong hoàng tộc, Julie đã bao giờ nếm được vị đời bị bán cho một bà cô 50 tuổi chỉ để chết hay chưa? Hoặc một phần cái cảm giác cúi đầu trước đám nữ nhân trong khi bị chúng phá hoại tiệc trà, đến chào hỏi cũng bị ném ra ngoài là loại cảm nhận thế nào, Julius có nghĩ tới không? Đám nam nhân của học viện như được giải bày nỗi lòng, nước mắt lưng tròng. Julius không chịu thua, anh nói không có Mary sống không bằng chết thì chi bằng sống còn một trận. Từng lời ăn nghe không sót một chữ cô tuổi thân chỉ biết cúi đầu ngồi khóc. Olivia không nghe nổi lý luận kiểu này, đứng dậy hét lớn, cô khẳng định Ang đối với điện hạ là tình yêu. Dù đau khổ thế nào Ang vẫn dõi theo trận đấu, nếu nói không phải tình cảm thật thì là do Julius không có mắt. Nói lớn đến độ không cần loa phóng thanh hay ma pháp Leon cũng nghe thấy. Julius giữ quan điểm chắc hơn đinh đóng cột, mong Ang tránh xa mình chút, trận đấu sẽ không kết thúc cho tới khi một trong hai bỏ mạng. Miệng thì một hai không cần ngôi vị nhưng lời nói luôn mang tính chèn ép vào danh hoàng tử, dựa vào đâu mà đòi sống chết. Sau khi đảm bảo an toàn cho phi công, Leon thả cú chốt, bộ giáp nát tan, Julius thoi thóp dưới sàn, trận thứ 5 người chiến thắng vẫn là Batford. Sau khi quay về, Julius nằm trên giường trải lòng với Ang. Món anh thích nhất không phải món súp sang trọng luôn thể hiện trên miệng mà là xiên que bình thường ngoài chợ mỗi lần trốn vào trần chơi. Chỉ có Mary nhận ra điều đó. Cô dẫn anh đi thăm thú, đi đạo dụ, đi thưởng thức những thứ anh chưa từng, nếu không phải Mary thì sẽ không là ai khác. Anh mãi mãi không thể yêu Ang. Leon cầu cứu gia đình của công tước, mong họ có thể dọn dẹp hậu họa sau cuộc chiến. Tức hiệu hay danh hiệu gì đó cậu sẽ gửi trả lại hết. Cậu cũng không muốn dây dưa gì tới đám rắc rối này nữa. Cha Ang thì nhờ cậu đưa cô đến trấn Thanh Bình yên tĩnh vài ngày vực dậy bản thân hậu sự cố của Julius. Thỏa hiệp thành công, ba người khăn gói về quê. Trên con tàu bay, tinh thần Angelica xuống cấp trầm trọng, tự trách bản thân không có lấy lời cảm ơn Leon mà chỉ chăm chăm vào điện hạ. Leon núp phía sau đều biết cả, nhưng để họ nghe thấy lời thoại hoành tráng của cậu rồi kỳ vọng thì phiền lắm nói ra không giải quyết được gì tốt nhất không tham gia. Cha cậu đang đau đầu về việc thằng con báo đời không chỉ thách đấu với danh gia vọng tộc còn dắt cả con gái công tước về nhà, giờ hại cả nhà vắt chân lên cổ lo sốt phó. Không có Leon ở đây, Zora đổ hết lửa giận lên đầu người cha Beaufort tội nghiệp. Chẳng mấy chốc Angelica đã đến, nói được hai câu biết cô là con gái công tước liền né đi, sợ đứng thêm một giây lại nặng thêm một tội. Leon dẫn Angs và Olivia ra ngoài ngắm nhìn thành quả anh xây dựng, đưa họ đi tắm suối nước nóng thư giãn. Angs hỏi Olivia có phải người yêu của Leon không. Cô đáp bản thân và anh có mối quan hệ đặc biệt, nhưng nói về tình cảm, cô nghĩ Leon thích Angelica hơn. Tắm xong da rẻ mịn màng, Angs ngồi tán gẫu với Olivia, không khí tràn ngập hạnh phúc. Olivia nói có thể gọi cô là Livia, mọi người trong nhà đều kêu như vậy. Angelica cũng có thể thân thiết gọi là Angs. Angs không buông bỏ được ngay cảm giác ghét bỏ muốn trả thù Mary. Leon đáp lời, nếu muốn trả thù thì cứ sống cho hạnh phúc là được, hôn ước đã được gỡ bỏ, coi đó là may mắn càng tốt hơn bên kia vương quốc năm người ngoài julius ra tất cả đều bị gia đình từ mặt trở thành một đám vô công rồi nghề đâm đầu vào tình yêu người duy nhất còn chị vì lại không thể bên cô nữa quả báo chắc chắn là quả báo nửa đời sau không còn cuộc sống hoa lệ nữa bắt cô phải sống thế nào hoàng gia rơi vào khủng hoảng trở nên dối nùi rất may gia đình leon không phải chịu bất kỳ trách nhiệm liên đới nào ông còn đem tin vui tới cho cậu cậu được thăng chức lên quý tộc cung đình bậc 6. người trực tiếp ban tước hiệu là cha mẹ julius đối mặt với người khiến con trai họ tay tua chắc lòng vua cũng rất khó tả được cung điện công nhận thế này vụ thôi học coi như tiêu tùng kiếm đối tượng kết hôn càng ngày càng gian nan cậu nhận được tình báo từ lacsen hội mary vẫn chưa chia tay mất đi hậu thuẫn của gia đình nhóm vừa phải kiếm tiền vừa phải luyện tập đánh bại leon trông có vẻ hạnh phúc ngoại trừ mary ra leon nghe mà lòng phơi phới nở hoa tối nay cũng có thứ khiến cậu kê cao gối ngủ ngon lần đầu tiên tham gia vào lễ hội trường leon tất bật chuẩn bị vô cùng chú đáo livia và ang bước ra trên người là trang phục hầu gái dành cho buổi tiệc khung cảnh trong thì tuyệt đấy như nhân vật quần chúng như cậu lấy đâu phúc hưởng Daniel và Raymond nhìn hai mỹ nữ lung linh trước mặt cứ ngỡ như mơ thì Jenna xông vào. Cậu không có gì muốn nói với người này. Jenna đến tâm sự chuyện cô cãi nhau với bạn. Leon đoán được ngay chắc hẳn vì giành trai, câu mà thay vì bạn cô giành giật với cô là cô đi giành giật với người ta. Leon không có tâm trạng nói với con người không biết đúng sai nên đuổi cô về. Olivia cũng nghĩ Jenna không nên như vậy. Jenna lớn tiếng mắng cô không có tư cách xen vào bị anh cảnh báo nếu động vào Olivia thì anh sẽ không để yên. Jenna đành im lặng bỏ đi. Cây muốn lặng gió chẳng ngừng không biết phong nào dựa mà anh ta lại chọn tổ chức tiệc trà ngay sát bên Lyon, huyên áo bên ngoài một tay nhờ Julius tạo ra. Vé vào giá 100 ria so với mấy quý cô giàu có sẵn sàng vung tiền thì chỉ là đồng bạc lẻ tiêu tùy thích. Bên ngoài là tiệc trà nhưng bên trong trang trí không khác nào quán rượu, còn có hai người lạ thân quen anh không muốn gặp. Tất cả đề xuất của phòng trà này đều là Mary đóng góp. Sau đợt đấu năm trọi một thất bại, đến cả tiệc trà đám người này cũng muốn cạnh tranh. Livia cảm thán giá cả trên trời, Mary liền đứng ra dõng dạc nói bởi vì khách đến được phục vụ bởi hậu duệ hoàng gia. Leon không ngăn được mùm nói lời thật lòng chê Mary đúng là vô liêm sỉ, đôi bên khẩu chiến qua lại. Đến ngày Olivia chịu trách nhiệm quảng bá cho buổi tiệc, dù rất tích cực giới thiệu nhưng mọi người chỉ cần nghe thấy cái tên Batford lập tức xa lánh. Bỗng một cô gái tên Carla xuất hiện ngỏ ý muốn tham dự. Ngày đầu tiên của lễ hội, chưa bắt đầu làm việc mà Ange đã bị gọi đi bởi mẹ của Julius, bà Milen nữ hoàng vương quốc. Trông thấy sắc mặt có phần tươi tắn hơn của Ange, Milen rất vui. Nay đến đây cũng do bà có việc cần gặp Leon, chuyện Julius mất quyền thừa kế đều nhờ có thằng bé đó, trên danh nghĩa cha mẹ bà cũng muốn nói với cậu vài điều. Ngoài ra, có vẻ bà cũng nhận ra học viện này đang phát triển theo hướng bất thường, đáy mắt mi lên hiện lên nét không hài lòng. Leon và Livia trộm nhìn sang tiệc trà của Julius, họ nghi ngờ đám người xếp hàng đông nghẹt ngoài hành lang hẳn không tới vì ly trà, khả năng nhóm Mary đang kinh doanh mờ ám. Leon định đến kiểm tra thì một nhóm nữ sinh chắn trước mặt cậu, nhìn dáng vẻ không thiện chí này chắc chắn tới để phá đám. Quả nhiên như dự đoán, Milen dắt Ang bước vào, bà cũng muốn tới hành Leon một chút nhưng chưa kịp làm gì bên trong đã đủ huyên náo. Leon ăn chọn chiếc ly vào đầu còn bị khinh thường dẫm đạp chê bai, người này là con gái công tước Ophery, tức phe đối đầu nhà Angelica nên cũng khó lòng đối phó. Ang tới đẩy cô ta ra, tuy nhiên người nọ cất công tới đây sẽ không dễ rời đi. À ta nói Ang là không phải cô luôn khinh thường đám dân đen sao, hay vì quý tộc không ai chơi cùng nên mới phải du rú với lũ tầm thường. Leon chỉ mới nói một câu liền bị người của à ta vả mặt. Mi lên chứng kiến không nhịn nữa, yêu cầu ả dừng ngay hành động vô phép kia, dẫu vậy thay vì cung kính tuân mệnh trái lại Mi lên còn bị gọi là bà già. Cậy bản thân nắm quyền vô lễ với Mi lên mà không hề biết đối phương là nữ vương của cả vương quốc. Ang chưa kịp ngăn cản Leon đằng sau đã nổi trận dầm đám gia nhân ra bã, hiên ngang chắn trước mặt Mi lên nói ra thân phận của bà. Mi lên muốn giấu cũng không được. Cậu mượn danh chính nghĩa trừ gian diệt bạo bảo vệ nữ vương thỏa sức giải phóng cơn giận. Ang biết chuyện có xu hướng trở nên nghiêm trọng liền nhờ vả thầy lễ nghi đứng ra khuyên can. Leon khi nãy hổ báo bao nhiêu giờ bày ra bộ dạng cún con biết tội ngoan ngoãn bấy nhiêu. Leon cúi đầu tạ lỗi với Milen, trông có vẻ thành khẩn nhưng thực ra đang trêu gạo. Lúc này cậu mới để ý nữ vương trông rất xinh đẹp, chẳng có chút nào giống với người hơn 30 tuổi. Milen chia sẻ mình đến từ vương quốc khác nên chưa từng được trải nghiệm cảm giác kỷ niệm đi học. Mong cậu có thể giúp đỡ. Nếu là kiếp trước Leon sẽ mắng cô là bà già vô sỉ. Còn bây giờ đem so với đám tuổi tin nổi loạn ở trường thì người phụ nữ 30 tuổi có vẻ ngoài nhẹ nhàng trẻ trung vẫn tốt hơn. Cậu nắm tay Milen buông lời tán tỉnh. Không rõ Julius đến từ lúc nào gõ vào đầu cậu một tiếng rõ kêu, Leon vẫn nắm chặt tay Milen buộc Julius dùng vũ lực đá văng cậu vào thùng rác. Olivia không thấy đáng thương, coi đó là ác giả ác báo. Milen theo Julius về phòng, thẳng thừng trách móc Julius không giữ lời rời xa Mary sau khi thua trận lại còn mở tiệc giá trên trời với chất lượng trà bánh thấp kém. Kiếm bạc một cách hèn mọn như vậy còn dám nói Leon là kẻ hám tiền, bà yêu cầu gặp Mary ngay lập tức. Mary trốn sau tấm rèm đổ mồ hôi lạnh. Nếu để bà biết cô đem quốc vương tương lai đi phục vụ đám con gái thì kiếp này bỏ. Leon không ngừng lải nhải về Milen trong khi ăn còng lưng dọn dẹp. Các la bước vào, Leon nghĩ cô là khách cho đến khi được Livia giới thiệu. Vào thẳng vấn đề, các la quỳ xuống mong cầu anh cứu lấy nhà quay. Sáng hôm sau không khí trùng xuống đáng kể. Có lẽ vì chuyện hôm qua con gái công tước kia nói những lời tổn thương đã kích tinh thần cả hai người nên giờ tình cảnh rất ngượng ngùng. Leon đề xuất cho hai cô nghỉ một ngày, anh còn cách khác kiếm tiền ngoài kinh doanh trả. Tại bảng thông báo, mọi người túng tụng xem tấm áp phích về cuộc thi đua xe trò chơi luôn là tâm điểm hàng năm Ang cũng là thành viên trong ban tổ chức còn Jill là một tay đua chuyên nghiệp Leon đủ tố chất tham gia nhưng cô nghĩ anh quan tâm đến cá cược Mary nhìn thông báo lòng rực lửa chỉ cần Jill thắng cô sẽ có được số tiền thưởng lớn mấy trò cá cược cô chắc chắn không tham gia tên bạn trai cũ ở thế giới thực của cô đã lâm vào nợ nần vì cờ bạc nên kiếp này Mary phải kiếm tiền một cách thật chắc chắn Leon ngồi trong phòng nhìn xuống sân đấu mà cười không ngừng nghỉ, dựa vào phán đoán của Luxon cậu kiếm được không biết bao nhiêu bạc trận đấu gay go quyết liệt tuy diêu bị chơi xấu liên tục kèm chặt ở giữa vẫn ăn đứt đối thủ giành giải nhất chiến thắng vang đội tiếc rằng hậu cú đâm vừa rồi lại khiến diêu gãy xương không thể đấu tiếp nếu không có ai thay thế thì nguy to clarice bước vào chế giễu họ vì cô chính là chủ mưu trò vừa rồi từng là hôn phu của diêu nhưng bị anh bỏ rơi trong dáng vẻ khúng núng của mary leon thoáng liên tưởng tới em gái ruột tính cách thật quá giống nhau mary chỉ tay ra lệnh leon thay diêu thi đấu thâm tâm là vì tiền thưởng còn miệng văn vở nếu anh không tham gia danh tiếng của anh sẽ ảnh hưởng đường đường là nhân viên của tổ chức lại không kiếm được người dự bị sẽ bị nói ra nói vào leon trộm nghĩ bản thân đang mang nợ cha ăn một ân tình nếu chẳng may gây rắc rối cho cô nữa khả năng đầu khó giữ cuối cùng chốt lại đồng ý tham gia trước trận đấu như thường lệ đôi co vài câu với đối địch nâng cấp chiến mã và rồi bước vào cuộc thi đối thủ là kẻ thâm tình trung thành tuyệt đối tên gian hầu cận của clarice hắn căm ghét dìu. người có được tình yêu của tiểu thư không biết trân trọng lại vứt bỏ như cỏ rác leon nói cậu cũng ghét mấy tên đẹp trai Trung trí hướng như vậy mong gian nhường cho và câu trả lời đương nhiên là không. Trọng tài vừa ra hiệu bắt đầu bên kia đã không ngừng tấn công. Đám người này không hẳn là gia nhân của Clarice mà còn là mấy tên thua vụ cá cược trước. Nơi Ang và Olivia đang đứng đầy dẫy những học viên thù ghét cậu, phản ứng tồi tệ hơn tưởng tượng. Con gái nhà công tước Ophery khiêu khích Ang không ngừng, đà kích cô chưa đủ à bắt đầu chĩa mũi nhọn về Olivia, nói Ang chỉ lợi dụng cô như con chó gầm gừ thay mình. Olivia tổn thương sâu sắc nén nước mắt chạy đi. À kia vẫn lum la về cô bằng những lời lăng mạ chạm đến giới hạn, Ang rất tức giận không nhịn nổi nữa, cô liền cho ả một cái bạt tai đau điếng. Ở dưới đường đua hàng loạt đối thủ vượt lên trước gieo cho khán đài niềm hy vọng đủ lớn khi đó Leon liền bứt tốc đột ngột. Chiếc xe vượt ngang một tên, hai tên, ba tên, hạ cả đoàn đội liên thủ sau lưng dẫn vị trí thứ hai rồi tăng tốc về đích phút chót. Gian, người vô địch năm ngoái về hạng hai, tiếng quát tháo chạy dọc sân đấu mà Leon chỉ cảm thấy đắc chí. Trước ân huệ của Leon, Diêu Kính Cẩn hạ mình mang ơn, cậu yêu cầu anh đến xin lỗi Clarice đàng hoàng. Sau đó Jill đến xin lỗi Clarice thì bị cô tắt cho một cái sau đó chấm dứt hoàn toàn với anh. Chuyện kết thúc ở đây. Giang cúi đầu cảm ơn Leon. Clarice nói tuy anh trông xấu xa nhưng lại rất tốt. Nhắc nhở anh nên đến chỗ hội của Ange và Olivia thì hơn vì cô đang vướng vào xích mích. Leon thoáng giật mình. Olivia ngồi trong ghế đá ở sân trường có vẻ rất buồn. Leon khẽ đến bên. Cô không biết mình có thể trở thành bạn của người cao quý như Ange hay không. Leon không chắc dám nói ra vì sự thật thường rất đau lòng. Đẳng cấp của Ange với họ quá xa với kết thân thực sự rất khó livia thất vọng cô rất vui khi có thể kết bạn ở học viện vậy mà sự tình lại đi đến bước này không rõ nên trách bản thân vô năng hay môi trường sống quá khắc nghiệt càng nói olivia càng nghẹn ngào cuối cùng khóc nấc lên thành tiếng leon nói sau trận chiến tùy tùng của ang đã giảm đi có lẽ cô ấy chỉ tiện chơi với họ olivia phản bác angelica không phải người như vậy leon cười mỉm chính cô có câu trả lời rồi không phải sao còn bận tâm người khác thấy gì quá khứ là lịch sử hiện tại mới đáng trân trọng olivia thông suốt sự tình có lẽ cô cần một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Ange, nhất định họ sẽ trở thành bạn bè. Tôi đến các la gõ cửa phòng Olivia. Chuyện cô nhờ cậu nói với Bradford thực ra muốn Olivia cũng tham gia vào. Thành tích học tập cậu khá tốt, hẳn là đủ sức giúp gì đó. Olivia đắn đo, đúng là cô có giúp trong việc chuyển lời nhưng cô không muốn Leon dính dáng gì tới chuyện này. Các la đã có chuẩn bị, phía sau là con gái công tước, lại là cô ta, người hết lần này tới lần khác gây rắc rối cho hội Bradford. À đe dọa nếu không tham chiến sẽ khiến những người gần Livia phải đau khổ, bao gồm cả Leon Bradford và Angelica cao ngạo. Vụ giao dịch này không phải tham cầu ý kiến mà là thông báo bắt buộc, mai xe sẽ tới đón đi. Cô đáp trả, Ang và Leon đều rất mạnh, nếu bị đe dọa chắc chắn sẽ phản kháng. Kết quả đối phương nắm đầu thô bạo mắng chửi, dù Livia có đối đáp thế nào cũng không lại với miệng cười dao găm của ả một mực nói cô là thú cưng của Ang. Tình bạn là bình đẳng nhưng Olivia ngoài thân xác ra chẳng có gì đáng để kết giao. Angelica là con gái của dòng dõi quý tộc sang trọng, Bradford là người có công sớm muộn cũng được phong danh trạng, cô có gì để so bì. Nếu có ý đồ thì chỉ là nhắm vào cơ thể cô, thử Olivia lột đồ trước mặt Leon quyến rũ hắn xem, cậu ta chắc chắn sẽ vồ vào ngấu nghiến, cô nên biết vị trí của mình nằm đâu. Sáng hôm sau tại phòng Leon, cậu đang sắp xếp đồ cho chuyến đi diệt không tặc, chúng quậy phá ở lãnh địa nên cô gái tên Các La mới nhờ cậu xử lý do thấy được năng lực của Leon. Thường sẽ cầu cứu hoàng gia nhưng vì lũ tặc đó sở hữu món đồ mà nhân vật chính cần. Đó là Livia sau này phát huy khả năng dưới vai trò thánh nữ cần tới ba vật phẩm, đầu tiên là vòng tay thánh ẩn giấu trong hầm ngục kinh đô tiếp đến là thứ bọn không tặc nắm giữ dây truyền thánh cuối cùng là vật do thần điện vương quốc quản lý trưởng thánh đáng ra sự kiện phải diễn ra vào năm thứ hai điểm cao trào giữa game đi vào các rút tùy nữ chủ nhận sự giúp đỡ của ai tuy nhiên đằng sau yêu cầu lần này chính là đứa con gái bá tước đó không giống angelica đó là kẻ cặn bã tới mức leon phải dè chừng chính cô ta đưa lũ không tặc tới nên nhân vật chính mới bị cuốn vào vở kịch tự biên tự diễn Cô ta ghét Livia là thường dân lại khiến người khác chú ý nhưng trong mắt ả bây giờ chắc cậu còn chứng tay gai mắt hơn. Luxon hỏi có phải cậu quá quan tâm lợi ích game không, trong khi cậu lại quá ít phúc lợi. Leon là quần chúng ăn dưa muốn tránh dính líu với diễn biến game hết mức có thể nhưng nhóm hoàng tử hoàn toàn không đáng tin cậy. Cứ vậy rơi vào rút chiến tranh sẽ phiền biết bao, Livia thì không đủ sức để tự mình gánh vác. Leon không nhận ra việc quá bao bọc khiến Livia mất đi cơ hội trưởng thành. Tàu đã lên cót sẵn sàng nghênh chiến, Partner là tên con tàu do Luxon tạo ra, bề ngoài trông như con tàu bình thường, trang bị trong ngoài đều do Luxon xây dựng, tính năng đáng gờm không có đối thủ. Thấy Leon từ xa, các la vội lấy cặp khỏi tay Olivia, trong sắc mặt cô không ổn lắm Leon nghĩ vì chuyện làm lành đổ bể mới vậy. Các la không để ý, cô đã nhờ vài người cùng anh đánh đuổi không tặc, không ai khác chính là Greg và Brad. Từ tận đáy lòng Leon chẳng muốn cho mấy tên du côn bước chân lên partner yêu quý tẹo nào. Brad tới đây vì các la là thân tín của tiểu thư nhà Ophary, vị hôn thê trước đây của anh, chưa tính tới chuyện hôn ước, được nhờ giúp thì không thể bỏ mặc. Còn Greg, tiêu diệt những tên không tặc bị truy nã có tiền thưởng sẽ giúp Mary phần nào nên anh mới tham gia. Ba tên còn lại bị gia đình bắt về nên hai người phải đi cùng, trông vậy chứ chẳng yêu thương nhau lắm cho cam. Ang ôm túi đồ nhỏ đến phòng của Olivia xin lỗi lo lắng không biết cô có thích không. Đập vào mắt cô là dòng chữ loang lổ phun đầy cửa, gọi phía trong thì không ai nghe, bất an trào dâng lại gặp phải con à tâm cơ. Cô ta nói đã để anh và Olivia đi đánh không tặc, trông yếu ớt như vậy không biết còn toàn thay quay về không. Angst túm cổ áo đối phương nhấc lên, hầu cận đi theo cũng không dám ca ngăn, cảnh cáo à đừng động tới bạn bè của cô. Nói xong vứt người xuống bỏ đi. Liên lạc không đủ nhanh, cô sẽ trực tiếp tới đó luôn. Mi lên đối diện Julius, có vẻ anh vẫn chưa nhận thức được thân phận của mình, hiện tại còn chẳng điều động nổi một tàu chiến vậy mà vẫn muốn đi theo diệt tặc. Hiểu biết của Julius còn quá kém cỏi, đến đó chưa biết có lo liệu nổi miếng ăn không, bà đã quyết cậu phải ở lại. Lúc này ở trên tàu tưởng cả lũ phải đang lập kế hoạch tác chiến các kiểu thì ba ông thần này lại ngồi chơi bài với nhau. Leon tận dụng những lá bài có thể thay đổi họa tiết do Luxon chế tạo ngư ông đắc lợi thắng liền mấy ván. Mục tiêu của cậu là chấn sạch tiền của hai tên này coi như tiền vé đi tàu. Greg quay sang hỏi Brad, vị hôn phu trước đây của cậu con gái nhà Ophary Stephanie là người như thế nào? Chỉ là một vụ kết hôn chính trị, số lần nói chuyện đếm không quá nửa hai bàn tay Brad cũng không rõ lắm. Cô có nhiều tiếng xấu như vung tiền ăn chơi chẳng hạn, nhưng bởi vì nhà Ophary đóng góp rất nhiều cho việc ngoại giao với công quốc Phanos nên họ mới không phải e ngại gã hắc hiệp sĩ đó. Hắc hiệp sĩ nổi danh mạnh nhất công quốc Phanos láng giềng, cái hồi chơi game Leon bị bắn tan tác không biết bao lần. Đóng góp nhà Stephanie lớn như vậy không thể từ chối hôn ước, hủy hôn từng là chuyện không dễ dàng. Dù là đối tượng chinh phục được ưu ái đủ đường tuy nhiên đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, không nghe Leon không biết còn có góc khuất này. Bình yên chẳng tày gang, hai tàu chiến không tặc đang tiếp cận tàu đám người các cậu. Hai tên trước mặt nghe địch tới vẫn ngơ ngác đứng nhìn làm Leon phải một mình lâm trận, khởi động bộ giáp vào tư thế chiến đấu. Lũ không tặc này là xác, đây chỉ là đám lâu la, lực lượng chính có lẽ ở chỗ khác. Mới đầu bên kia còn khinh thường bộ giáp cổ của cậu, dây sau mới biết thế nào là đẳng cấp, chỉ mất ít phút cậu đã cho bọn không tặc này lên bảng đếm số hết một lượt. Hai kẻ bên dưới nhìn đến ngây ngốc, công nhận chính mình không bị nổi. Đầu đàn lệnh tàu quay đầu rút lui ngay lập tức, đấu với con quái vật trước mặt là lấy trứng chọi đá. Lắc phóng tên lửa phá vỡ bức tường ma pháp khiến đám người sợ mất mật phải dương cờ trắng đầu hàng, trước sức mạnh tuyệt đối tính mạng đặt lên hàng đầu, thắng thua không quan trọng. Rex sững sờ nhìn trận chiến thực thụ vừa diễn ra, anh lúc này mới hiểu ra bản thân trước giờ chỉ như thằng nhóc thích tỏ ra nguy hiểm leon không phải người vui vẻ khi giết người nên tha chúng một mạng dắt theo chứ không tiêu diệt điều này cũng là để tránh hậu họa về sau anh vẫn muốn sống cuộc sống bình thường nhất có thể các la tuyệt vọng vỗ vỗ thiết bị liên lạc không tin lũ ngốc kia thua dễ dàng như vậy cứ đà này sẽ về tận nhà mất gia đình cô chưa biết gì về chuyện này cả vừa đặt chân xuống hòn đảo đã bị từ phía chĩa súng bao vây cha các la nhận ra brad hạ lệnh bỏ súng xuống Brad không hiểu vì sao đến đây theo lời thỉnh cầu của con gái ông nhưng giờ lại đối xử với họ như vậy. Ông đương nhiên không hiểu gì, các la nhanh chóng chỉ tay đổ hết mọi lỗi lầm lên người Livia, nói cô nghĩ ngợi quá đà mới ra cớ sự. Leon lập tức đứng ra bảo vệ, quay nói ở đây yên bình bốn bể, không có không tặc quấy phá gì hết. Các la càng hoảng loạn hơn dưới lời chất vấn đang thép của cha, gục xuống khóc lóc thảm thiết cuối cùng khai ra mọi chuyện. Tuy nhiên lực lượng không tặc chính vẫn còn đó, cậu chưa thể lấy báu vật về cho Livia. Olivia một mình ngồi trên ghế dài, chưa đợi leon nói xong đã lên tiếng cô hỏi sao cậu lại đối xử tốt với mình đến vậy sinh ra là thường dân nhỏ bé liệu có phải vì cơ thể của cô leon lập tức gạt bỏ livia trầm mặc đúng vậy bản thân cô không xinh đẹp đến thế hay là vì thương hại trong khi livia muốn làm bạn với họ như vậy có khác gì thú cưng cô là con người không phải vật nuôi leon ra ngoài suy nghĩ về những chuyện vừa qua một nhân vật quần chúng dây dưa với nữ chính và nữ phụ phản diện nhận bài học cũng phải trường hợp này có thể do cậu cản đường phát triển của cô laxon lại nói có lẽ livia thật sự giống thú cưng một thú cưng dễ thương coi chủ nhân là bạn leon đấm laxon một cái làm nó văng ra trung hợp brad tới luyện kiếm anh luôn lo lắng bản thân là người kém cỏi nhất trong năm người sợ một ngày mary không cần anh nữa trước lời mắng thẳng mặt không nhân nhượng của leon brad không cắn trả chăm chăm chú tâm tập luyện bớt nói đi một câu luyện được thêm một đòn leon chẳng hiểu cô nàng đó thì có gì tốt lành mà anh cứ đâm đầu vào ngoại hình không xuất sắc đến nội tâm cũng tệ hại Laxen chu đáo sợ hai bên khẩu chiến không lại phát cho mỗi bên một thanh kiếm tre, Brad hiếu thắng lao vào tấn công như điên. Ở lĩnh vực anh kém nhất anh vẫn hết mình chứng tỏ bản thân. Leon hất văng kiếm của Brad, 10 năm nữa anh cũng không thắng được cậu. Brad bỏ đi hẹn lần sau tái đấu nhất định sẽ lật kèo. Cũng có lúc mấy tên này để anh phải suy nghĩ. Mary bên đây cũng đã rất nhân thú đi tìm kiếm một trong ba báu vật nhưng có vẻ không thuận lợi lắm. Quái vật ở đây hung dữ quá, hại cô chạy không kịp thở. Trong cung điện Julius đang bàn với Jill về cách trốn khỏi cung điện tìm hội Greg. Tiếc là đầu óc nam chủ không được thông minh, anh bày ra kế sách cải trang lẻn ra khỏi cung một cách âm thầm và kín kẽ bằng cách viết thư gửi lên cung xin áo choàng và mặt nạ. Mi lên cầm tờ đơn trong tay chưa biết nên đánh giá thế nào, thằng nhóc này là giả ngốc hay chơi chiêu dương đông kích tây vậy. Mở mắt ra ngồi ăn sáng với toàn được dựa tức mà không làm được gì. Brad cũng đã biết lực lượng chính của không tặc vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn đáng ra phải đợi một khoảng thời gian nữa tới giữa năm hai để chúng tự khám phá ra nhưng đây là thời điểm tốt để đoạt được dây truyền thánh nên cũng đành không tặc lại tấn công lần này số lượng có tăng hơn chút brad và greg biết bản thân đi theo rất vướng chân nếu không làm gì cuối người cầu xin leon hãy cho họ giáp hỏng hay gì đó cũng được chỉ cần đưa họ cùng chiến đấu leon thấy vậy thì cũng đồng ý cậu sẽ kiểm tra lại mấy bộ giáp hai người muốn làm gì thì tùy livia ngồi trong phòng ân hận về những gì bản thân nói với leon anh đối xử với cô tốt biết bao vậy mà được ở bên Angelica và Leon như phép màu, kỳ vọng quá mức là lỗi của cô tại sao lại đổ hết lên đầu anh. Bỗng một tác động ngoại lực làm rung chuyển cả khoang tàu, không tặc tuyên chiến nổ đạn vào con tàu, may mắn nó được bảo vệ bởi lá chắn kiên cố nên không có chút xây xước nào. Leon bay ra từ khoang sau lần lượt diệt từng tên một bất ngờ lại bị đánh úp. Livia lo lắng chạy ra ngoài kiểm tra, hai con robot nhỏ đã chạy ra ngăn Livia lại nhưng không được đành cho cô đi qua. Ở đó, một tên không tặc đã đợi sẵn. Nó dẹp robot nhỏ sang một bên như đuổi mũi vương cánh tay dài định bắt lấy Livia. Brad đến kịp thời ngăn chặn âm mưu xấu xa, nhắc cô mau vào trong đánh nạn đến khi xong việc. Hai bên đánh qua đánh lại, bộ giáp Brad đang mặc được cải tạo lại từ đám tặc trước không thể so với bộ đồ cứng cáp được chế tác riêng của tên thủ lĩnh, kết cục bị đánh tơi bời. Leon không nhàn rỗi, cậu phải bắt sống cái đám này vì trong đó có một tên cầm đầu hữu ích trong việc moi móc thông tin. Tâm trí Leon đang treo lơ lửng không tập trung kéo theo tốc độ phản ứng chậm lại, cùng lúc nhận được tin báo không tặc vừa hạ cánh xuống tàu, Olivia gặp nguy. Cũng may cậu cho Greg và Brad xuất trận, họ đang chiến đấu để bảo vệ cô. Như vậy mới đúng, cậu chỉ là nhân vật quần chúng, các nhân vật chính dành hết tâm can bảo vệ người phụ nữ mình yêu là nữ chủ mới là cốt truyện phải diễn ra. Tuy nhiên Batford cũng có sứ mệnh của mình, đổi vũ khí không còn là cái sẻng xúc đất nữa thay vào đó là thanh đao sát thương cao. Lúc này Brad và Greg đều đã gục, tên thủ lĩnh đe dọa nếu cô không đi theo hắn thì sẽ giết một trong hai người này. Ngay lúc này Leon bay tới chém đứt cánh tay sắt, nếu tên ngồi trong không chạy kịp e là bị một đao của leon chém làm đôi hắn quỳ dạp cầu xin tha thứ cuối cùng cũng tìm được báu vật thứ nhất cậu phải tay làm tên kia lăn long lóc mấy vòng brad bị thương được olivia tốt bụng dùng ma pháp chữa trị anh nói mary cũng có khả năng như vậy ở bên cô vết thương thế nào cũng khỏi dần dần brad chìm vào giấc ngủ sâu leon nhìn cặp uyên ương đáng ra nên thành đôi trước mặt hai người rất đẹp đôi đúng là tôi nên đưa olivia quay trở lại nơi cô thuộc về leon cất lời greg rất cố gắng rồi cậu sẽ giúp anh dìu brad Livia nhìn bóng lưng cậu rời đi trong lòng gợn sóng. Tại sao lại gọi cô như vậy? Tại sao không gọi cái tên Livia nữa? Cậu thu được cả núi tiền từ lũ tặc. Về phần thù lao nhà William không hy vọng nhiều, nhưng phía cung điện có thể xem xét. Luxon tìm được khá khá bằng chứng cho việc Stephanie đứng sau vụ việc này. Cậu lại nhớ về Olivia. Cậu biết cô không ghét mình mà do tinh thần có phần không ổn định, dẫu sao Leon Baffort tự biết phận. Bao nhiêu sự kiện trải qua có lẽ nên trả nó về với đúng quỹ đạo làm một nhân vật quần chúng chứng kiến chuyện tình của nhân vật chính như bao con dân khác thôi. Tàu của Redgrave đã tới nơi, nếu Angelica cũng tham gia vào chuyện này thì cứ để họ xử lý, Leon cũng lo xong chuyện cần làm rồi. Brad và Greg đứng trước tiền thưởng theo lẽ thường phải là của Batford giờ lại để họ đứng ra nhận thay. Đây là đang bắt anh cướp công người khác. Leon nói anh chỉ ở sau hỗ trợ hai người, thậm chí đứng ra làm việc với gia đình hai bên dùng chuyện này xem xét lại chuyện chốt quyền thừa kế khiến Brad và Greg ngây ngốc chuyện của Stephanie triều đình sẽ giải quyết ổn thỏa, rơi vào tay họ cô ta sẽ nhận nhiều bài học hơn. Angelica rất tức giận, không hiểu vì sao Olivia lại khóc, cậu đã trả giá cho bài học của chính mình bằng cái tát từ Ang, tính đến nay cậu quá gần gũi với họ cũng đến lúc phải tránh xa. Trong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng, mối quan hệ này rốt cuộc sẽ đi về đâu? Hôm sau Leon lại cầm giấy thông báo thăng cấp từ thượng lục lên hạ ngũ không tự chủ run run. Hai cái tên đầu sỏ kia chỉ biết làm khổ cậu, nhờ có họ mà giờ muốn làm người thường cũng khó. So với cha ruột còn cao hơn hai bậc, Ngoài ra còn một bức thư gửi tới nhà Adley gia tộc của Clarice, thư xin lỗi và cảm ơn vì làm phiền cậu suốt thời gian qua. Quả tạ tội là một chiếc xe bay cùng thư kiến nghị thăng cấp cho cậu lên thượng ngũ đã gửi tới cùng. Leon triệt để tuyệt vọng, lúc leo danh trong game sao không thấy dễ như vậy. Số phận thật giỏi trêu ngươi, ngày mai là ngày nhập học giờ cậu muốn đi du lịch đâu đó xả hơi thì cũng không kịp nữa. Vẫn xui thường kéo nhau tới quả không sai, trong cậu có vẻ suy sụp dây môn thấy thật kỳ lạ, không hề biết Leon chẳng những không thèm cái danh hiệu này còn ghét cay ghét đáng nó mấy đứa con gái dính chặt mắt lên người cậu một tên nông thôn tầm phào được thăng cấp cũng đáng để nhắm tới đó chứ leon biết họ chỉ nhắm tới địa vị của cậu chứ không thật lòng càng bất mãn hơn ai thích chứ cậu xin chạy vội sắp tới sẽ diễn ra hoạt động du lịch trường sự kiện thường niên ba khối lớp học sinh chia làm ba nhóm như trong game thì đến địa điểm cùng với đối tượng chinh phục có thể gia tăng hào cảm ở những địa điểm đó cũng kiếm được vài món vật phẩm có ích cậu không đi chung với hai đứa này được vì cậu phải đi với ange và olivia khác với hoạt động trải nghiệm tại các trường leon từng biết trên con thuyền du lịch hạng sang có cả dịch vụ trượt nước, nếu có cơ hội cậu muốn lái thử chiếc xe bay vừa được gửi đến sáng nay. Tóm lại nếu mong có được mối hôn sự ổn thỏa thì bây giờ là cơ hội tốt nhất. Đối tượng chinh phục có mặt ở đây như bao lần thu hút được đám con gái vây xung quanh, Leon lòng thúc giục còn không mau tới chỗ Olivia, rồi cậu thở dài một ngụm, đã không phải chuyện cậu muốn là có thể can thiệp nữa. Olivia một mình dạo quanh hội trợ, cô nhớ tới Leon và Angelica, nếu cả ba cùng đi dạo thì sẽ rất vui. Không hẹn mà gặp chính là duyên, họ chạm mặt nhau tại đền thờ cầu nguyện đứng trước đền, Leon đập một cọc tiền lớn xuống ước có thể tìm được đối tượng kết hôn vừa ý, răm răm một tí càng tốt. Angst chắc sẽ cầu nguyện một chàng trai tốt, còn Livia thì sao cũng được, chỉ cần cô hạnh phúc thì ai cũng ổn cả. Sau đó họ được phát cho ba lá bùa, Leon vui như bố đẻ em bé, đây chính là báu vật cậu tìm. Những món đầu kiếm bằng cách mở ngẫu nhiên, bùa hạnh vận, bùa võ vận và bùa thuộc tính, để có được mấy món này cậu đã phải cơ cấu để tới được hòn đảo bay phía nam trong chuyến đi. Leon quên mất đó là phần cho ba người. Ange là Olivia ngỏ ý không nhận cũng không sao nhưng Leon không nhỏ mọn như vậy tới đây rồi hay cùng nhau mở đi Leon cầu như cầu sổ số, số kết quả mở ra bùa võ vận Ange mở ra bùa thuộc tính đỏ Olivia là bùa thuộc tính trắng rất hợp với mọi người thứ này khá tốt lá bùa có sức mạnh tăng khả năng cận chiến đồng thời hỗ trợ cộng thêm các chỉ số vật lý mặc dù hình dạng có hơi khác ghê một chút cho đến tận ngày về học viện Leon cũng không đi dungeon để kiếm vòng tay thánh nữ Luxon đoán có lẽ vì cậu không lấy được tấm bùa đó về Mary cô ta nhăm nhai cướp vị trí nữ chính là chuyện rõ như ban ngày nhưng nếu có ý định chơi game một cách tử tế anh tin chắc ả à không dám làm chuyện gì ngu ngốc hơn nữa nếu vào phải rút chiến tranh thì gây to chris tiến lại ngỏ ý cho một trận đấu kiếm khác của hai người leon khinh bỉ trong khi brad chấp nhận khiêu chiến bằng lĩnh vực cậu ta kém nhất đằng ấy lại dùng món kiếm thuật mình giỏi nhất để đấu ả à? chris giải thích tiếc thay leon không để tâm bỗng chuông cảnh báo vang lên từ trên cao lao xuống những con tàu chiến hình dáng kỳ quái Đầu tàu là quốc huy của công quốc Phanos, nó vốn là lãnh địa công tước dưới quyền vương quốc nhưng sau này tách ra thành quốc gia độc lập. Nếu đúng ra đáng lẽ chúng là kẻ thù ở giai đoạn cuối game, có thể tác động nào đó đã đốt cháy giai đoạn làm tình tiết xuất hiện không đúng thời điểm. Trong con tàu to lớn, Leon trông thấy một người con gái, đó là Hơ Chút, Ang có từng gặp qua một lần. Hơ Chút là trưởng công chúa của công quốc. Hiện chính thức phát động chiến tranh, trong vòng một giờ chết hoặc đầu hàng tùy ý lựa chọn, mục đích nàng muốn bắt đám con cháu quý tộc làm tin. Họ bị bao vây, ngoài con cháu nam tước trở lên thường dân hay nhân thú đều không cần giữ lại angelica để bảo toàn tính mạng cho toàn bộ học sinh chịu thiệt đứng ra trao đổi leon không thể ngăn cản bởi có hai tên học sinh khác đang giữ cậu lại một đám có tiền nhát chết đến lương tâm cũng cho chó tha cậu bị coi rẻ dẫm đạp dưới chân gã gareth lệnh những dòng máu hoàng tộc ở đây dạy cậu một bài học đám tham sống không dám phản kháng nửa lời đắn đo chưa tới hai giây đã lao vào đầm đá Ang hy vọng dừng trò tai quái này lại hạ mình cầu xin ông ta gareth bỡn cợt từ chối Ang bị áp giải đi Livia sợ hãi cô gặp nguy hiểm lớn tiếng gọi, đám học sinh nữ giữ lại không thương tiếc vào mặt Olivia. Kết cục Leon bị đẩy vào ngục, Livia tuyệt vọng, cô vô dụng không cứu được Ange, cũng không thể đưa Leon ra khỏi nơi này. Chris đứng ngoài báo cho cậu biết ban nãy sứ giả công quốc có tới nói con tin chỉ cần mình Angelica là đủ, một giờ nữa sẽ phát động tấn công. Trên tàu có tổng cộng 6 bộ giáp, anh và Leon có thể ra ngoài kéo dài thời gian. Leon không thích, là kẻ nào bỏ rơi Ange trước, cùng lắm cả lũ chết cùng nhau. Leon nói tiếp cậu không tốt tới mức cứu kẻ ăn không ngồi rồi, nếu hành động, tất cả phải cùng hợp sức. Chris kêu gọi toàn bộ học sinh đứng lên chiến đấu, nhưng đám điểm đạo đức bằng không hành kịch số không chính nghĩa tới vậy. Lời chưa dứt đã bùng lên làn sóng phản đối, hết đổ lỗi cho Chris lại trách ngược ăn. Chỉ có tiếng đạn bắn ra từ nòng súng trên tay Leon mới át được tiếng chửi im lặng. Tức hiệu của Batford là hạ ngũ, cao hơn người hướng dẫn ở đây. Leon ra lệnh mọi người phải chiến đấu nếu không chấp nhận số phận cùng chôn xác ở đây hết cậu lại nói bản thân chắc chắn sẽ tham chiến vì anh là quý tộc đàng hoàng không giống lũ nửa vời dưới kia lời nói thành công kích động vào danh dự hoàng tộc đi re con gái nhà bá tước joe bước lên yêu cầu cậu xin lỗi không tính nhà công tước thì gia tộc cô quyền lực nhất ở đây cậu khinh sự giả tạo ấy đúng là tổ tiên cô ta có công với quốc nhưng đám con cháu bảo là đám nhát chết cũng chẳng sai một đống người chơi chẽn làm ngơ khi ăn bị đưa đi có tư cách gì khoe khoang danh gia vọng tộc càng nói càng máu lửa kẻ không có lòng tự tôn hay sự kiêu hãnh của hậu duệ mạo hiểm giả chỉ là một lũ hèn nhát núp sau vinh quang người khuất bao nhiêu chiến công khi xưa ông cha gây dựng bị sự thảm hại của lũ ngốc che khuất hết cả nếu thực sự là hậu duệ của những mạo hiểm giả thì chứng minh đi cái đám lòng tự tôn cao ngất trời bị khích một chút lại lòi ra lòng tự trọng cuối cùng cậu cũng vực được chút can đảm khát vọng đấu tranh giành sự sống của chúng Chris bắt được hai kẻ truyền tin là người hầu từng thân cận của angelica chúng đang bị nhốt dưới ngục chờ ngày đem về phán quyết giờ sứ mệnh của anh chính là cứu ang trở về bên kia hơi chút lấy ra vũ khí tối thượng là một cây sáo mang sức mạnh vô song leon tính toán sau khi giải cứu ăn tiện thể lấy luôn cây sáo ma phía dưới mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa chris chỉ huy bảo vệ con tàu tất cả cùng hợp sức chiến đấu hôm nay dù có tan xác cũng phải kể cho thế hệ sau biết họ từng anh dũng chiến đấu như thế nào nhưng tốt nhất giữ mạng vẫn hơn xe của leon bay qua từng lớp phòng thủ dữ dội tiến gần vào vị trí của hơi chút kinh động cô phải dùng sáo thêm một lần nữa công chúa nhìn tốt học sinh đứng ra đấu tranh cảm thấy nực cười cứ đầu hàng cho rồi không phải tốt hơn sao Ăng lên tiếng bảo vệ danh dự, đều là đời sau của bậc vĩ nhân đương nhiên mạnh mẽ hơn những gì các ngươi nghĩ. Họ đang tới để thể hiện ý chí của mình như các ngươi muốn và tiên phong là họ hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc Leon Fulbaford. Gareth khẽ cười, hàm đội sắp sửa khai hỏa, tất cả rồi sẽ cháy rụi, bao gồm lũ quái vật. Bất ngờ thay đám học viên, đặc biệt là đám con trai đối đầu với quái vật xử lý rất tốt, Laxon cứ nghĩ sẽ vất vả hơn nhiều. Leon giải thích sinh ra là dòng máu mạo hiểm giả, để giúp được nàng dâu về họ còn phải nỗ lực rèn luyện mỗi ngày rồi đến khi tốt nghiệp thành một hiệp sĩ tài giỏi chặng đường đẫm nước mắt ép người phải mạnh mẽ trước mắt học sinh đều tự xử lý được đám nhãi tép Chris phía trên phân phó đừng quan tâm mấy con nhỏ hãy tập trung mục tiêu định sẵn olivia tích cực dùng ma pháp trị thương gareth đã khởi động pháo đài con tàu bị bắn trúng đám học sinh nếu bắn phải sẽ không trụ được lửa đạn tiến ngày một gần kề lúc này livia mới bộc phát được sức mạnh tiềm ẩn bên trong tạo thành một tấm khiên vững chãi bao quanh con tàu từ tấm chắn lại bắn ra những tia tiêu diệt đám quái dider cảm thán không hổ danh là học sinh học bổng thiên phú ma pháp đúng là khác biệt. Leon không ngờ không có ai từng thánh nữ Olivia vẫn mạnh đến vậy, chứng tỏ thành quả học tập của cô phát huy rất hữu ích. Cậu có thể chiến đấu hết mình mà không lo phía sau, khoảng thời gian tuyệt vời Olivia tạo cho không thể lãng phí. Leon tìm đường ngắn nhất tiến vào bên trong con tàu kia, mà lối đi lại là miệng của quái thú. Gareth đang lải nhải thì Leon phá sản xuất hiện ngay sau lưng, bắn hạ hết giai nhân trong phòng và bồi cho lão dâu riêng một đấm. Hertrude biết mình coi thường nhầm người, tìm cách câu thêm thời gian. Leon không nhân nhượng bắn cô hầu gái mưu đồ bất chính phía sau hơ chút, cây sáo cô đưa anh là giả, hàng thật đang nằm trong người hầu nữ. Ang cúi xuống tìm kiếm vô tình phát hiện đạn Leon sử dụng là loại cao su, không thiệt mạng nào chỉ bất tỉnh một lúc. Vị thế bị tráo đổi, trưởng công chúa hóa thành con tin bị giải lên xe Leon. Con quái vật chở tàu đã bị đánh bại, cậu phải nhanh rời đi. Đối địch thấy hơi chút bị bắt đi mắng mỏ cậu không trượng nghĩa, Leon cũng chẳng quan tâm lớn tiếng đáp trả tự soi mình trong gương trước đi. Ang ngồi sau, trong lòng nhen nhóm lên đóa hoa nhỏ màu sắc, ôm lấy Leon cười thành tiếng. Gareth tỉnh dậy lập tức thông báo công chúa hy sinh anh dũng, dồn lực tổng tấn công. Con tin chưa bao giờ là vấn đề ngăn cản công quốc chiến đấu, nếu không có cô người khác sẽ thay thế chỉ huy. Hơ chút phá giải phong ấn cho lũ quái vật, mất quyền kiểm soát chúng sẽ tìm về người trước kia điều khiển chúng. Sớm thôi đám quái sẽ tới đây, chuyến này tất tay thắng bại không oán. Olivia đã dùng hết sức mình nếu còn tiếp tục đấu cô sẽ lại phải sử dụng ma pháp đó, chắc chắn cô sẽ không thể nào chịu được nữa. Câu giờ là biện pháp thích hợp nhất, ăn dõi theo Leon cô có thể làm gì giúp anh không? Xung quanh Ang bỗng phóng ra hỏa thương, chiếc bùa đang phát huy tác dụng của nó đúng thời điểm. Angelica chạy đến bên Olivia đỡ cô dậy. Livia cạn kiệt sức lực cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đỡ đần được cô và Leon, không còn là kẻ vướng chân nữa. Ang hiểu được tâm sự Livia, ôm cô vào lòng giải bày. Ang luôn luôn công nhận Livia từ tận đáy lòng, xem cô là người bạn chân quý nhất, chưa dây nào coi Olivia như gánh nặng. Giây phút hiểu lầm hóa giải, một quả pháo bay đến đập thủng lỗ lớn trên con tàu, Ang theo quán tính bị hất bay một tay cố gắng bám trụ lại. Cô không trách mình đoàn mệnh, chỉ hối tiếc không nói ra cảm xúc sớm hơn. Khoảnh khắc Ang không níu kéo nữa, Livia nắm chặt lấy tay cô. Rơi xuống cũng được, bỏ mạng cũng không sao, Livia quyết không buông, đến nước này còn không cứu được Angelica cô thả chết. Con tàu lần nữa rung chuyển, Livia kéo được Angel lên đổi lại chính mình ngã xuống. Leon nhanh chóng bay tới ứng cứu, anh ôm chọn cô vào lòng. Livia tin anh sẽ đến kịp, nhưng tại sao anh cứ gọi cô là Olivia mà không phải Livia nữa? Leon nói hai người không thể bên nhau. Cô sau này sẽ gặp được người đẹp trai nhiều tiền kết hôn sống thật hạnh phúc. Livia tức giận. Trước mặt cô sao luôn miệng nhắc về người con trai khác. Julius làm Ang khóc cô ghét ngày ấy. Du khẩu Phật tâm xà. Brad là một kẻ ái kỷ. Greg thì nóng nảy bộc trực. Chris chỉ thích được chú ý. Tóm lại không ưng ai. Cô chỉ yêu một mình Leon. Muốn cùng Angelica sống thật vui vẻ như trước. Leon không biết trả lời cô thế nào nữa. Anh ôm cô trả về với Angelica. Partner đã lên sàn. Dù có hơi muộn. Hai quả pháo hạ hai chiến hạm đối địch, trang bị hoàn tất phe này anh sẽ cho mấy chú biết thế nào là hủy diệt. Gareth từ chối việc rút lui, mất công chúa, mất sáo ma, thua đám con nít mà còn mặt mũi quay về sao? Nhưng ông vẫn còn niềm kiêu hãnh của công quốc chính là hắc hiệp sĩ Van Den. Leon chiến đấu như cái máy kịch công suất, tốc độ di chuyển nhanh gọn. Panet khởi động thuyền cứu sinh quay về tàu đón học sinh của học viện, dự sau khi tất cả di chuyển hết sẽ rút lui. Tuy nhiên không dễ như vậy, người bên kia đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Lịch sử hào hùng của Van Den là một mình diệt sạch hàng chục tàu chiến của vương quốc từ khi họ còn chưa ra đời. Gã to lớn né được tất cả drone Leon thả ra, chém chúng thành từng mẩu vụn, so với những bộ giáp Lux và Leon từng chiến đấu thực sự ưu việt hơn nhiều. Kỹ năng chiến đấu cũng dày dặn, Van Den chém rách giáp, lộ ra Leon phía trong, hiệu suất giáp giảm 1 phần 3, áp lực phi công gia tăng, Luxon khuyên cậu quay đầu là bờ. Cái giá của việc chiến đấu không lấy mạng mà Leon để lại là đối phương không cần phải rút lui. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc Leon vẫn không cấp phép khởi động bản thể vì như vậy sẽ giết chết Hắc hiệp sĩ. Đấu trực diện không được thì chơi chiêu, cậu cố tình để Van Den đâm một kiếm xuyên giáp, sau đó Leon từ bên trong chạy ra. Người nọ còn tưởng cậu đình chiến nhận thua nhưng không, giáp không người lái vẫn cử động như thường, thậm chí mở được khoang phi công của Van Den tạo cơ hội cho Leon lật ngược thế cờ. Bộ giáp là một phần của Luxon, là một ai từng trả phí cậu luôn tự hào. Khu vực xung quanh Patnet đã kiểm soát xong, nếu cần thì có thể trực tiếp rời đi, Tên Gareth vẫn cố chấp bắn thêm một lần pháo hỏng tiêu diệt hoàn toàn chứng cứ trước khi chết để không bị ghi danh sử sách với tiêu đề tên không dâu vô dụng đánh thua đứa trẻ con. Thứ vừa rồi là pháo sáng đặc biệt dùng đem lũ quái vật tập trung lại, tác dụng lớn hơn cả sáo ma. Trên đỉnh trời mây cao tắp, quái vật xuất hiện vây kín bầu trời đông như chảy hội, nhưng không cất công Leon ra tay nữa, Luxon có thể lo được, trên trời giáng xuống những ánh sáng xanh thiêu cháy tất cả trong sự ngỡ ngàng. Từ nay vương quốc hàng xóm sẽ phải đối diện với nỗi nhục thua trận đến mãi mãi về sau. Gareth hèn mòn quỳ lại cầu xin được Leon tha mạng. Điều kiện của cậu cũng rất đơn giản, chỉ cần đem đến những bộ giáp còn hoạt động được cùng toàn bộ tàu chiến trong tình trạng tốt, những tàu không thể di chuyển thì muốn tháo chúng mang về. Bóc lột không còn đến cái vỏ, anh mê mất nhân tính số 2 thì không ai dám nhận số 1. Gareth buộc chấp nhận mọi điều trong nước mắt. Lý do Leon không đánh bại Van Den bằng bản thể vì cách làm sẽ gây dư chấn lớn, không chỉ phe đối đầu mà chính vương quốc cũng sẽ có động thái gì đó. Cậu không muốn vướng vào đống phiền phức như vậy, cậu còn muốn làm quần chúng. Leon đứng trước cửa phòng của mình nhưng lại bị hai con robot cản không được vào vì Ange và Olivia đang ngủ bên trong cậu đành đóng cửa để yên chiến công đánh bại van den Leon nhường tất cho Chris khi được hỏi anh đáp đó là vấn đề chính trị không thể tùy tiện qua đó gia đình Aklai của Chris cũng không còn cách nào ngoài rút lại việc từ mặt anh Leon giới thiệu Luxon với hai người Livia thấy cậu rất dễ thương đặc biệt danh cho cậu là Luxon Leon trâu gạo thì bị nhắc nhở nên tự lo thân mình Angelica nhắc nhở Leon là đám Mary đang âm mưu vụ gì đó thì ra bọn họ lắp một con robot to đùng chấp vá từ các bộ phận khác nhau trên giáp của cả năm người, chi phí lên tới 50 vạn dìa. Mary nghe giá trị của đống sắt vụn lòng đau như cắt, đám ngốc này không chỉ lì còn kém thông minh. Khán đài tràn ngập người xem náo nhiệt, kẻ nào có niềm tin vẫn mong phe điện hạ chiến thắng. Dù sao lần này cậu cũng định thua, điều kiện giao chiến là nếu cậu bại trận đừng can dự vào chuyện của họ và Mary. Năm cái đầu không có dây thần kinh nào ổn định nếu muốn bên Mary như vậy cứ để họ tọa nguyện. Năm tên đó không xứng với Livia, còn chưa tính được nên thua thế nào cho đẹp thì Lux phát hiện bộ giáp có thân nhiệt bất thường, nguồn điện rất lộn xộn. Tình trạng này có thể di chuyển đã tốt lắm rồi, Lux tốt bụng nhắc Leon nói Greg ra ngoài trước khi nó phát nổ. Như ngày thường cậu sống không lương thiện cho lắm nên không một ai tin lời cảnh báo, hết cách Lux đành cho nổ tung bộ giáp. Nếu để nó phát nổ Greg chín phần bỏ mạng ở trong. Chiến thắng bất đắc dĩ, giờ cả trường nhìn anh như kẻ tội đồ. Leon không biết vì sao phải mặc lễ phục cho đến khi nghe bảo cậu còn được trao huân chương vì thành tích bắt sống công chúa công quốc. Leon ngưng ngác, Ang tìm thấy cậu nhanh chóng kéo đến lễ nhận thưởng. Cậu ước tất cả chỉ như giấc mơ, mở mắt ra sẽ quay về ngày nhập học. Thầy tiến tới đeo huân chương cho cậu, Leon Fu có công lớn phong tặng chức vị tử tước, gánh trên vai thêm một trọng trách cùng tiếng vỗ tay vang dội. Mary nghiến răng, chỉ là tên quần chúng, cô chống mắt lên xem vinh váo được bao lâu, đợi đến khi thu thập đủ ba báu vật cô sẽ chính thức là nhân vật chính. Leon gặp Olivia bên ngoài, cô không ngần ngại dõng dạc thừa nhận mình yêu anh, không quan tâm tương lai thế nào, tình cảm là thứ không thể che giấu. Leon cũng nên xác định dù có ra sao cũng vẫn muốn ở bên Angelica và Olivia, như vậy mới thoải mái sống tiếp trong thế giới OTOME này. Hành trình của nam tước Leon Bradford có lẽ còn dài, nhưng hiện tại cứ sống cho thỏa mong cầu cũng chẳng có gì xấu xa.